Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn cả nước ngày càng đa dạng, phát triển và có được vị thế nhất định trên thị trường. Đặc biệt với việc có nhiều sản phẩm từ chương trình xây dựng nông thôn mới được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu từ cấp tỉnh đến quốc gia, đã cho thấy uy tín, chất lượng và khả năng cạnh tranh và cơ hội vươn xa của sản phẩm công nghiệp nông thôn tại thị trường trong và ngoài nước. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn Việt Nam đang ngày một thay đổi. Các hoạt động của chương trình đã giúp khu vực nông thôn có bước chuyển dịch tích cực cơ cấu kinh tế, thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển, đóng góp không nhỏ vào ngân sách của mỗi địa phương. Là cơ quan quản lý và triển khai các hoạt động khuyến công quốc gia, Bộ Công Thương đã tích cực hỗ trợ các địa phương phát triển hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Các hoạt động này đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Tại tỉnh Bình Định, cùng với giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, Sở Công Thương đã tiến hành bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu với sự hưởng ứng của 11 địa phương trong tỉnh. Hoạt động này nhằm tôn vinh sản phẩm có chất lượng, có tiềm năng mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn. Đây cũng là động lực trong việc xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới mà để tiếp tục phát triển cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu á, thì về phía phòng kinh tế sẽ tham mưu ủy ban nhân thị xã là thứ nhất á, là hỗ trợ cái xúc tiến thương mại cho các cái cơ sở mà đã có cái sản phẩm này đã được công nhận. Thứ hai nữa là hướng dẫn về mặt hồ sơ thủ tục để cho các cơ sở là tiếp cận và đăng ký để được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Thứ ba nữa là hỗ trợ về mặt chuyển đổi số để mà các sản phẩm này là có đủ điều kiện để lên cái sàn thương mại điện tử. Giai đoạn 2012-2022, Bộ Công Thương đã tổ chức 6 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, 4 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Theo đó, đã có hơn 1.600 sản phẩm được công nhận, cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và 512 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Qua các kỳ tổ chức bình chọn sản phẩm cho thấy, chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã thu hút, khuyến khích, động viên các cơ sở sản xuất không ngừng phát triển sản phẩm. Trung tâm khuyến công đã hỗ trợ cho chúng tôi để áp dụng vào công nghệ, máy móc, thiết bị để phục vụ trong quá trình sản xuất. Ngoài ra thì Trung tâm khuyến công 1 còn định hướng chúng tôi cách tiếp cận với thị trường trong nước và quốc tế. Với cái quy mô sẵn có của công ty và sự tư vấn kết nối của các sở ban ngành, sản phẩm dây an toàn toàn thân mang thương hiệu Hòa Bình của công ty chúng tôi đã được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022. Những năm gần đây thì chúng tôi đã được Trung tâm khuyến công quốc gia 1 hỗ trợ cho toàn bộ về vấn đề kinh phí để hoàn chỉnh một sản phẩm để đăng ký đạt cái sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Trong năm 2023 thì trước nhu cầu của thị trường cũng như sự phát triển của doanh nghiệp thì công ty đã đầu tư hoàn chỉnh một dây chuyền khép kín sản xuất các loại xe rùa để phục vụ cho lĩnh vực xây dựng và phục vụ cho phát triển xây dựng nông thôn mới. Theo ghi nhận, việc trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là phần thưởng xứng đáng, khẳng định quá trình nỗ lực không ngừng của chính các doanh nghiệp. Các sản phẩm cũng là niềm tự hào của mỗi địa phương, góp phần nâng tầm cho sản phẩm công nghiệp nông thôn. Đặc biệt, việc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đạt chuẩn nông thôn mới, có sản phẩm tham gia bình chọn và được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực và quốc gia còn góp phần khuyến khích, tạo động lực đổi mới phương thức sản xuất, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra ưu thế cạnh tranh trên thị trường. Trong thời gian vừa qua, thì với chức năng nhiệm vụ được giao, hoạt động khuyến công nói chung và hoạt động của Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 1 nói riêng đã góp phần các hoạt động vào công cuộc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới để nâng cao cái năng lực của các cơ sở sản xuất trong cái xã thuộc chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phát hiện những cái cơ sở công nghiệp nông thôn có những cái sản phẩm tiêu biểu. Theo Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương, để sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm được hình thành từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục khẳng định được vị thế vững chắc hơn trên thị trường. Bên cạnh nâng cao chất lượng hàng hóa, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn cả nước vẫn cần chủ động trong việc sắp xếp, tổ chức lại sản xuất một cách khoa học để giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm tại thị trường trong và ngoài nước.